Xin chào tất cả Các anh chị em đam mê câu cá, các bạn, các bác, các em đam mê câu cá. Nhiều bác là thích cần tay, loại đẹp, hàng chính hãng, nhưng phải cứng. Cứng thì chỉ có hàng mới đâu bác nhá. Hàng bãi thì không có hàng cứng, ít lắm, không phải không có mà có nhưng ít. Đa phần thì hàng bãi nó dao động từ 2 cho đến cao thủ nắm lên được 4H. Cao lắm đấy, cần đầu cao lắm, ít lắm, số lượng đến 4H ít lắm. Thông thường nó chỉ đến 3H và 3,5H. Anh em nào mà thích cần cứng ấy thì liên hệ mình. Bên mình vẫn còn dòng cần tay Daiwa Takana Dao. Hàng chính hãng nha các bác nha. Sản xuất tại Việt Nam luôn. Có độ dài từ 4,5, 5,4 và 6,3. Nó còn độ dài 3,9 nữa. Nhưng mà bên mình 3,9 thì lâu lắm không nhập về rồi. Thì hiện tại chỉ còn độ dài, các bạn nhớ là độ dài 4,5 m này, 5,4 m, 6,3 m. Hàng chính hãng của Daiwa, sản xuất tại nhà máy Daiwa đặt ở tại Việt Nam. Đấy. Daiwa Takala Dao. Takala thì anh em liên tưởng đến dòng kiếm Nhật ấy. Có cần câu là như thanh kiếm ấy, chắc khỏe như thanh kiếm Nhật ấy. Gọi là Daiwa Takala. Nếu mà mới đầu đọc thì các bác tưởng nó là kiếm ấy, chứ không phải là cần câu đâu. Thế nên bác nào có nhu cầu về dòng cần tay nha, cần tay nha, có độ cứng cao 5H. Cần này thì dành cho các bác đánh cá lớn này, đánh giải này, đánh bạo lực này, lên cá nhanh. Đấy. Thì độ dài của nó hiện tại còn, em nhắc lại là còn 4,5 m này, 4,5 m này, 4,5 m, 5,4 m và 6,3 m nhá. Bác nào có nhu cầu cần với dòng cần tay này thì cứ liên hệ với em nha. Bên em vẫn còn một ít dòng cần này nữa. Trên tay em là cần tay Daiwa Katala. Đấy, Katala thì các bác biết, nếu các bác nào yêu thích sưu tầm kiếm kiếc của thì kiếm Nhật Katala thì khá nổi tiếng rồi. Đây là cần tay Daiwa Katala Dao. Đây độ dài 5,4 m đây. Được sản xuất tại nhà máy Daiwa đặt ở Việt Nam. Margin Việt Nam đây. Em 5,4 m này. Đây hàng chính hãng của nhà tem này. Độ cứng 5H. Nói chung cầm rất sướng luôn anh em ạ. Độ cứng 5H. Đấy. Để mình cân tiêu chuẩn lên xem em này là trọng lượng bao nhiêu cho các bác xem nhá. Mình sẽ cân tiêu chuẩn luôn. Đây. Trọng lượng là 2 lạng 3. Đấy, 2 lạng 3. 230 g. Độ cứng 5H. Dùng để đánh bạo lực, đánh cá lớn các bác nhá. Giá của em nó là 1.900.000. Em Katala này thì có 3 độ dài. 3,9 m, 4,5 m và 5,4 m. Trên tay mình là 5,4 m. 4,5 m có giá là 1.800.000. Còn 3,9 m có giá là 1.700.000. Anh em nào thích độ dài nào thì liên hệ mình. Nói chung là để đánh cá lớn nhá. Tải cá lớn. Đấy. Tải cá lớn này. Cần cứng, khỏe. Carbon xoắn. À, xoắn tít thò lò luôn. Các bạn nhìn nhá. À, vân xoắn này. Xoắn kiểu dạng oval này. Đấy. Cảm giác như là các lớp mà carbon đan vào nhau. Đấy.